sao được. Hôm nay là mình vẫn có ủi tiền chứ đúng không? Tiền làm nè. Nhưng cái hôm giác ông xã là vẫn lên lấy được đúng không? Nếu là mỗi lần những trường hợp mà sớm thì phải lấy ra không có lãi. Còn thôi thì không có lãi mình giữ nó, mình yên tâm ở nhà thì mình có múc nó lô. Nếu là